Chúc sức khỏe, chúc sức khỏe cả nhà mình nha. Có ai ở đó chưa nè? Quý vị thấy anh chị vẫn còn đang lây hoay, lay hoay. lay hoay, lây hoay để mà lắp đặt mấy cái máy của mình không? Voilà. Et voilà. Voilà rồi xong anh chị mở được youtube và facebook trên cả hai cái phone voila quý vị có đó chưa nè hello alo alo một hai ba bốn năm sáu bảy Người ở trên Youtube và 36 người ở trên Facebook Dạ, yeah, dạ. Yeah. hôm nay em cố gắng Hôm nay em cố gắng em uh, hoàn thành nhiệm vụ sớm Để mà lên đây uh, like sớm cho quý vị Nó cũng hên xui tùy ngày 141 người ở bên Youtube à 33 người bên Facebook là Thế okay, voilà, là anh chị dời cái phone qua đây một chút xíu cái này 3 giờ 11 phút tính theo giờ Paris ha quý vị ha ừ, Quý vị cho anh chị vài phút để mà gửi tín hiệu đến vũ trụ nha Vũ trụ ơi đáp lời em đi <laughs> Anh chị xin chào cả nhà mình nè Chào các anh chị, chào khán giả thân thương của Tâm Thức Việt TTV. <laughs> Bữa nay Paris trời mưa sụp sùi luôn quý vị ơi. Mưa, tao nói mưa mà sầu thảm. Kêu là một ngày buồn tâm trạng đó quý vị. <laughs> Ê, và là Để coi Mấy anh chị ở bên Facebook là vô coi mà ngồi im re không ai comment gì trơn nha 42 người rồi, 42 người bên Facebook rồi Facebook cố lên, Facebook cố lên Màn hình của anh Chi thấy để là 199 người ở bên Youtube rồi Nãy giờ là được 3 phút rồi đó nha, 3 phút rồi Ráng lên, ráng lên, 2 phút nữa vô cho đông nha bớ bà hồn bảy vía mấy anh đang nhậu ở chỗ nào về gấp về gấp vô vẫn đang tâm thức việc bớ bà hồn chín vía mấy chị đang đi quẩy chỗ nào về gấp về gấp vô tâm thức việc hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 11 rồi mau quá ha quý vị ha mới đó mà quay qua quay lại thấy cuối năm rồi đó mau quá anh em tơi đang quậy ở chỗ nào vô đây cái đi vô lẹ vô lẹ quẹo lẹ quẹo lẹ bên facebook không có thông báo hả rồi anh chi cũng thua luôn anh chi cũng không biết làm sao hết trơn thôi có thương nhau có nhớ nhau thì đi tìm chứ giờ mà đợi nó nhắc đợi nó thông báo thì ta nói nhiều khi uh, chất quốc hồi xưa hồi trưa anh tính 1540 tấn vàng bởi vậy á anh Chi kể cho quý vị nghe như vậy ngày hôm qua lúc mà mình livestream mình nói về cái vụ đại án vạn thịnh phát với những cái con số mà nó to nó bự nó khủng nó khủng đến mà kêu là nó 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 to nó bự nó khủng khiếp á khủng khiếp á khủng khiếp đến độ mà nó hoang mang luôn á nó mênh mông nó bao la luôn không có thể hình dung được làm cho cái bài nói chuyện của mình nó cũng có vẻ như là mơ hồ lắm Thành ra tức cái mình Ngày hôm nay ngồi phải lướt mạng xã hội cho thiệt là kỹ Cố tâm tìm cho ra những cái ông thánh mà uh, Vắt óc ngồi tính toán đó Để cho bà con có thể hình dung được Cái con số 12 tỷ đô la hay là 42 tỷ đô la đó Nó tương đương với cái gì? nói cho ngày mình 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 không có cái gì để mình so sánh thì mình cũng khó hình dung đúng không? Làm cho ngày hôm qua anh Chi nói thiệt với quý vị là anh Chi làm livestream ngày hôm qua xong buổi tối về anh Chi cũng mơ hồ lắm. Nói ủa hồi nãy giờ mình ngồi mình chém cái gì vậy ta? Lên mạng chém gió mà cái gì cũng mơ mơ hồ hồ hết rồi mình chém làm sao được. Mà rõ ràng là cái con số nó quá to đi đến bản thân của anh Chi cũng bị nó làm cho hồ đồ luôn. Làm cho mình mơ hồ luôn, mình không thể hình dung được. À, hôm nay tôi quyết định tôi phục thù quý vị ạ. À? Hôm nay tôi phải phục thù cái chủ đề này. <laughs> tôi phải đi tìm cho ra những cái hình tượng nó cụ thể. Để nó giúp cho mình hình dung được cái vấn đề mình đang nói. Để mình thấy được cái mức độ nghiêm trọng, uh, thiệt hại to bự và khủng khiếp đến như thế nào. 296 người ở bên Youtube rồi. 77 người bên Facebook rồi. Đó để cho à, anh chị hôm nay anh chị sẽ chống cái con mắt lên anh chị coi là live sớm à, live stream sớm hay muộn thì nó có gì khác biệt không <laughs> Dù khi nói anh chị live muộn quá bà con cô bác ta đi ngủ hết trơn rồi thành ra cái diễn đàn nó vắng vẻ nó nó điều hiu nó ế ẩm bữa nay tôi thử tôi live sớm coi 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 nó có đông vui hơn được chút nào không <laughs> Các anh chị thấy hình ảnh với âm thanh đồ rõ ràng chứ ha. Bữa nay anh chị loay hoay với cái máy có một mình. À. Thành ra không biết là nó có sơ sót gì không? không biết nó có trục trặc gì không. Mà bây giờ có sơ sót có trục trặc gì thì cũng đành chịu thôi chứ bây giờ làm sao. Bởi vì khả năng nó có tới đó không thể xoay sở hơn được. <laughs> rồi, 3 giờ 15, 3 giờ 16 phút giờ uh, giờ Paris đã trôi qua 5 phút rồi đó. 5 phút rồi nha. Tôi nói là 5 phút rồi đó, 5 phút tôi gửi tín hiệu đến vũ trụ rồi đó. Mà vũ trụ còn không đáp lời tôi nữa thì thôi, tôi thua luôn đó. Tôi cũng không biết làm gì hơn. Bon, thôi giờ mình vô vấn đề đi. Cái chủ đề ngày hôm nay của mình sẽ là ngân hàng hay là cái hệ thống ngân hàng ở Việt Nam. Nó có phải là ngân hàng không? Hay nó đơn thuần chỉ là một cái tiệm cầm đồ thôi. <laughs> Và sau đó là đã tìm ra căn bệnh kinh niên của Hà Nội rồi thành ra chia sẻ lên đây để mà giống như là có bệnh thì phải tứ phương cầu thần y xuất hiện và là anh chi xin uh, uh, kính chào quý ông bà cô chú bác quý anh chị em uh, các bạn thân hữu chiến hữu những khán giả thân thương của chương trình tâm thức việt trên cả hai nền tảng youtube và facebook <laughs> mình nói cái chủ đề đầu tiên đi là như vừa rồi anh chi uh, um, có trình bày với quý vị đó là sau cái buổi livestream ngày hôm qua nói về cái đại án của vạn thịnh phát đó thì chính bản thân của anh chi cũng bị hoang mang à, mơ hồ đến mức mà hồ đồ luôn à, mặc dù là trước khi vào cái livestream thì anh chi đã có uh, trình bày để mà mong quý vị thông cảm là anh chi là một cái người rất là dốt toán và hễ mà anh chi mà đụng tới những cái con số đó là tự dưng nó nó chóng mặt nó hoa mắt nó ù tai muốn xỉu ngang vậy đó <laughs> thành ra khi mà lên tới con số mà ba à, trăm mấy chục ngàn tỷ với lại một à, triệu không trăm sáu mươi sáu ngàn tỷ rồi đó là tôi nói thiệt với quý vị là tới đó là tôi té ngang rồi không tôi xỉu ngang rồi trời ơi người kế bên phải dựng tôi dậy rồi giật tóc mai, rồi cạo gió rồi cho tôi ngửi dầu gió rồi này tôi mới tỉnh được đó quý vị là là quý vị biết là để mà làm một cái bài livestream không là bản thân anh chị cũng trả giá dữ lắm có điều là mình mình chém gió đã đời một thôi một hồi rồi cái mình mình ngồi mình nói ủa nãy giờ mình đang nói cái gì vậy tại vì chính bản thân mình mình không hình dung ra được cái con số đó thì mình làm sao mình thuyết phục được ai. Cho nên lẽ ra là cái chủ đề này nói hôm qua rồi mà hôm nay tôi tức khí quá tôi tôi quay lại tôi nói nữa. Tôi tôi phục thù quý vị bởi vì ngày hôm nay tôi đã tìm ra được rồi. Tôi uh, lướt mạng xã hội và tôi đã tìm ra được các thánh uh, có những cái bài so sánh rất là cụ thể rất là công phu và trên cái trang Facebook của anh Nguyễn Thái Sơn đó. Cũng là cái trang mà góc nhìn An Nam với lại fanpage hình sự gì đó, nói chung là rất là nhiều fanpage, ha, rất là nhiều trang ở trên Facebook mà anh chị tìm thấy, họ chia sẻ nhau cái bài này để làm chi? Để giúp cho chúng ta có thể hình dung cái số tiền 42 tỷ đô la trong cái vụ đại án Vạn Thịnh Phát đó nó tương đương với cái gì tổng thiệt hại mà cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã gây ra đó là 1 triệu 066 ngàn tỷ đồng. À, 1 triệu 066 ngàn tỷ đồng đó quý vị. Thì người ta tính tương đương là 42 tỷ đô la. Còn như trên cái thông báo của cơ quan điều tra đó là bà Lan bà làm thiệt hại 304 ngàn tỷ đồng đó thì nó tương đương với 12 tỷ đô la. À, thì các thánh Facebooker đó đã có những cái bài so sánh để mà giúp chúng ta hình dung cái số tiền đó nó tương đương như thế nào à, đó là cái số tiền mà bà Trương Mỹ Lan bà đã rút ra tại cái ngân hàng SCB và dĩ nhiên bà là cái cổ đông lớn nhất thì có thể coi như là cái ngân hàng SCB này là cái ngân hàng của bà đi nhưng mà bà, ngân hàng là của bà bà lập ra bà mở ra cái ngân hàng đó nhưng mà tiền mà gửi vô trong cái ngân hàng đó có phải tiền của bà đâu phải không cũng là tiền của bá tánh thôi người ta gửi tiền vô người ta đầu tư vô người ta uh, cũng coi như là tham gia những cái uh, uh, dịch vụ tài chính của trong cái ngân hàng đó mà bồng bây giờ mình thử mình uh, hình dung nha nha quý vị ngồi cho ngay ngắn nha quý vị ngồi cho ngay ngắn và quý vị uh, tập trung uh, hết sức cao độ uh, để nghe anh chị trình bày cái điều này quý vị biết không ở đây á uh, triệu 066.000 tỷ đồng Việt Nam thì mình cứ tương đương là 42 tỷ đô la Mỹ đi ha Thì bây giờ mình khoan nói tới cái con số 42 tỷ mình chỉ nói cái con số 1 tỷ đô la thôi hả à, 1 tỷ đô la mà cái mệnh giá mà 100 đô đó Tức là cái tờ tiền mà 100 đô mà quý vị có 1 tỷ thì quý vị biết là chất cái số tiền này lên <laughs> Tòa tiền mệnh giá 100 đô mà nếu quý vị có 1 tỷ mà quý vị chấp cái số tiền này lên thì nó sẽ cao hơn cái tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay ở Dubai. À, hiện giờ đó, thế giới xếp hạng cái tòa nhà cao nhất thế giới á, là 1092 m là cái tòa nhà Burj Khalifa. Tòa nhà này nó ở uh, thành phố Dubai. Đây là tòa nhà hiện cao nhất thế giới. 1092 m thì quý vị cứ lấy cái tờ tiền 100 đô đó quý vị chất lên nó cao 1092 m thì nó mới được có 1 tỷ đồng đô la thôi, 1 tỷ đô la thôi. Như vậy thì có con số thiệt hại của Vạn Thịnh Phát nó tới tận 42 tỷ. <laughs> Như vậy có nghĩa rằng 42 tỷ mà cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã rút ruột á, thì quý vị cứ hình dung nó là 42 cái tòa nhà cao nhất thế giới với mỗi cái tòa nhà chiều cao là 1092 mét được chưa Còn nếu như mà muốn so sánh cho nó quanh tá tràng hơn nữa đó thì quý vị hãy so sánh nó với đỉnh núi cao nhất thế giới đi kêu là đỉnh Everest đỉnh Everest đó là 8.849 mét Ừ. À, đỉnh núi Everest nó cao 8.849 mét. Và như vậy thì mình phải mất tới 8 tỷ đô la. Với cái tờ mệnh giá 100 đô đó nha. Với tờ mệnh giá 100 đô thì quý vị cần tới 8 tỷ đô la. Quý vị mới có thể chất cao bằng cái đỉnh núi Everest 8.849 mét. Mà như vậy cũng chưa có thấm thía gì với cái con số 42 tỷ đô la mà bà Trương Mỹ Lan với Vạn Thịnh Phát rút ruột khỏi cái ngân hàng SCB. Như vậy có nghĩa là cái số tiền mà bà Trương Mỹ Lan bà rút khỏi cái ngân hàng SCB của bá Tánh đó thì nó chồng lên được năm cái ngọn núi Everest. <laughs> được năm cái ngọn núi Everest. Quý vị thấy nó khủng khiếp cỡ nào chưa? Khủng khiếp cỡ nào hồ? Rồi, nếu như bây giờ quý vị không thích so sánh nó với cái tòa nhà cao nhất thế giới ở Dubai hay là cái đỉnh núi cao nhất thế giới Everest thì nếu như mà quý vị là cái người quan tâm tới đá banh đi, tới bóng đá đi thì cái số tiền mà 42 tỷ đô la của bà Trương Mỹ Lan rút ruột đó bà mua được khoảng 12 câu lạc bộ nổi tiếng như là Manchester United bởi vì cái giá để mà mua một cái câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng thế giới như là Manchester United đó, thì chỉ mất có 3,3 tỷ thôi. À. Hoặc là nếu mà uh, thấp hơn đó, thì mua cũng được khoảng 7 cái câu lạc bộ Real Madrid với cái giá là 6 tỷ đô la. Vậy. Dễ sợ không quý vị? Khiếp không? Còn nếu như mình so sánh một cách thuần Việt ha. Tức là bây giờ mình không so với tòa nhà cao nhất Dubai, cao nhất thế giới. À, tòa nhà ở Dubai cao nhất thế giới. Mình không so với cái đỉnh núi cao nhất thế giới Everest rồi. Hay là mình không so với những cái câu lạc bộ đá bóng nổi tiếng thế giới rồi đi kia. Không, nếu mà mình so sánh một cách thuần Việt. Và thực tế đó, bây giờ mà, có ai ở Việt Nam mà 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 không biết tòa nhà Landmark 81 không? Cái tòa nhà Landmark 81 hiện đang là tòa nhà đắt đỏ bậc nhất ở Việt Nam phải không? Với cái giá là 300 triệu đô la. Ok. Tòa nhà Landmark 81 là cái tòa nhà thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất ở Việt Nam. Có cái giá là khoảng 300 triệu đô la. Thì với số tiền 42 tỷ mà bà Lan thao túng đó, nó sẽ xây được tới 136 cái tòa nhà hoành tráng như Landmark 81 vậy đó còn nếu mà quý vị mà là tín đồ của siêu xe hạng sang rồi này nọ đó đã gọi là siêu xe rồi mà phải không thì nó cũng là siêu sang phải không nếu mà quý vị mà thích so nó với siêu xe đó thì quý vị phải biết số tiền mà một triệu tỷ đồng việt nam này đó là sẽ mua được bốn 000 ngàn con xe rolls royce phiên bản lửa thiên mà ông trịnh xuân quyết đang rao bán 25 tỷ một chiếc kìa <laughs> khiếp đảm còn nếu như bây giờ quý vị chỉ là những cái người làm công ăn lương kiểu nhân viên văn phòng bình thường đi, công nhân viên chức đồ cán bộ bình thường, thu nhập chừng 5 đến 7 triệu đồng đi, Thấy không? nói chi tòa nhà cao nhất thế giới đồ đỉnh núi Everest đồ hay là câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng thế giới hay là cái gì mà tòa nhà uh, landmark uh, uh, đắt đỏ bậc nhất đồ, uh, Rolls Royce này kia, tôi đâu có hình dung ra được, tôi chỉ là một cái người công nhân bình thường tôi là một cái người cán bộ viên chức bình thường tôi là nhân viên văn phòng bình thường lương của tôi là mức lương tối thiểu không 5 triệu cho đến 7 triệu đồng là hết rồi và tôi nói thiệt sự chứ cả đời tôi tôi ôm ấp một cái giấc mơ một cái hoài bão là tôi có thể mua được một căn chung cư với giá 5 tỷ đồng nếu như bạn chỉ là một cái người bình thường như vậy thì có thể hình dung 42 tỷ đồng bà Trương Mỹ Lan bả xào nấu được đó là có thể mua được một lúc 200.000 cái căn hộ mỗi căn 5 tỷ đồng như vậy đó. Và nếu như bạn có thể mua được 200.000 căn hộ với mỗi căn giá 5 tỷ đồng và mỗi đêm bạn ngủ trong một căn hộ khác nhau thì bạn cần phải mất 457 năm bạn mới ngủ được hết trong 200.000 cái căn hộ đó đó dễ sợ chưa bà con hình dung ra được cái số tiền khủng khiếp đến như thế nào mà cái vạn thịnh phát và bà trương mỹ lan đã làm chưa và cái số tiền này nó thiệt hại tổng cộng là 42.000 nạn nhân ngày hôm qua trong cái livestream anh Chi cũng có nói với quý vị đó một mình bà trương mỹ lan hay là nguyên cả cái gia tộc của bà trương mỹ lan cũng không thể nào mà tiêu hết cái số tiền mà 42 tỷ đô la này đâu quý vị ạ à nhưng mà mình phải biết rằng là hả, bà làm gì cho hết tiền chắc chắn là bà có sứ mệnh chắc chắn là bà có nhiệm vụ được giao còn bây giờ mà muốn điều tra gốc gác à, số tiền này nó đã đi đâu về đâu nó quay vòng như thế nào nó làm làm sao đi qua bắc kinh mà điều tra ok đi qua bắc kinh mà điều tra rồi bây giờ sẵn mình đang nói cái chuyện vạn thịnh phát với trường mỹ lan không Mặc dù mình biết rằng bà là cái cổ đông lớn nhất của cái ngân hàng SCB. Nhưng mà rồi á, bà thuê mướn đặt để những cái vị trí chủ chốt là giám đốc của ngân hàng cũng như những cái chi nhánh để làm chị gì? Để làm việc theo ý bà mà bà trả lương cho người ta ngầu lắm. Rồi làm giám đốc một một cái ngân hàng mà là những cái người mà bà thân tín bà chỉ định. Là quý vị biết có thể lãnh lương từ 200 triệu đến 500 triệu đồng một tháng tiền lương thôi đó quý vị thì với cái con số như vậy mà ai mà không mà mà mà, mà điên đảo với bà mà không hàng phục mà không trung thành nhất nhất cẩn cẩn là làm mọi chuyện theo cái mệnh lệnh của bà thì bây giờ sẵn vậy mình quay lại mình nói cái chuyện ngân hàng Việt Nam nha không cái chủ đề đầu tiên á, trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ngân hàng hay là tiệm cầm đồ thì <laughs> tại sao nó có hai cái con số ở uh, 1 triệu 066 ngàn tỷ Là cái con số tổng thiệt hại Của bà Trương Mỹ Lan Và cái tập đoàn Vạn Thịnh phát Từ cái hồi nó debut tới bây giờ uh, Trong vòng 10 năm uh, Và cái con số 304 ngàn Tỷ đồng gì đó Là cái con số của bên cơ quan Cảnh sát điều tra đưa ra Là cái cá nhân của bà Trương Mỹ Lan thì cái đó nó tương đương với 12 tỷ đô la bị biển thủ thôi phải không? thì bây giờ mình á từ cái vụ án của vạn thịnh phát, tại vì mình thấy lần trên cái đất nước Việt Nam mình toàn cõi Việt Nam mình đâu phải chỉ có một cái ngân hàng là SCB đó mà còn rất nhiều những cái ngân hàng khác, mình có thể mình đếm mà trên dưới khoảng ba mươi mấy cái ngân hàng chẳng hạn như vậy thì liệu từ cái vụ án vạn thịnh phát mình mới đặt cái câu hỏi là liệu cái ngân hàng scb có phải là cái ngân hàng duy nhất của việt nam đang có vấn đề và và tanh banh té bẹ ra cho ra đời một cái đại án khủng khiếp như vậy hay không có thực sự là chỉ có một mình cái thằng scb này nó có vấn đề không hay là nó chỉ là cái gì mà mình nhìn thấy thôi còn những cái gì mà mình chưa thấy bởi vì nên nhớ rằng ở việt nam mình có một cái hệ thống ngân hàng tới hơn ba cái ngân hàng lớn và nó được kiểm soát uh, nó vận hành theo cái cái luật ngân hàng và nó 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 chịu cái sự giám sát, điều phối của cái ngân hàng nhà nước. Thành thử ra từ đó mình mới đặt cái câu hỏi thêm nữa rằng cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam có phải là nơi đáng tin cậy để cho quý vị chọn mặt gửi vàng hay không? Thảo nào mà những cái đồng chí lúc nào cũng chắc mẩm một điều là, là tiền vàng trong dân còn nhiều lắm còn nhiều lắm, bây giờ mình quay trở lại đó, quý vị thấy những cái đại gia mà gần đây bị hốt, bị tóm, bị bắt rồi này kia đó, đa phần là những cái đại gia về bất động sản, hoặc là bất động sản, hoặc là chứng khoán, nhưng mà chứng khoán nó không nhiều bằng bất động sản, thì cái tình hình bất động sản từ nhiều năm, mà theo như anh chị thấy bắt đầu từ những cái năm mà xảy ra cái cuộc suy thoái kinh tế thế giới lớn từ cái năm 2008 2009 khi mà cái suy thoái kinh tế ở trên thế giới nó 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 ảnh hưởng đến cái nền kinh tế toàn cầu đó. Thì ở Việt Nam mình cũng bị ảnh hưởng. Thì anh chị đã thấy từ cái giai đoạn đó, từ cái giai đoạn mà từ năm 2008 2009 là cái tình hình bất động sản nó giống như nó bị đóng băng. Rồi sau đó có những cái nhân vật mà mà chúng ta thường gọi là đại gia bất động sản, họ lại cứ bắt đầu đẻ ra những cái dự án và nó nó cứ làm cho rộn ràng nó cứ làm cho rộn ràng mà trên thực tế thì nó có rộn ràng thực sự như vậy không nó có nhộn nhịp mà nó có phải là một cái uh, một cái hoạt động mà nó 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 có thể nói là sao anh chỉ không đủ từ ngữ chuyên môn để mà diễn tả nhưng mà ý rằng là thí dụ như cái thị trường bất động sản nó có phải là một cái hoạt động kinh tế uh, giao thương uh, mua bán nhịp nhàng hay không cái tức là cái sự rộn ràng đó nó có phải là cái sự rộn ràng thực sự hay không? Hay là nó chỉ là một cái sự rộn ràng giả tạo? <laughs> Và là tôi tìm ra từ rồi. <laughs> Kêu là cái gì đó phồn vinh giả tạo đi. là Thực tế thì là không phải như vậy. Bởi vì cái ước mơ mà quý vị có được một cái căn hộ chung cư, một cái căn nhà, nó cứ càng ngày nó càng xa cái tầm với của quý vị. Chỉ cần nhiều đó thôi à, Cái tình hình mà lạm phát Rồi cái tình hình suy thoái kinh tế Cái tình hình lạm phát rồi giá cả tăng Rồi này kia cái nọ đó Tất cả những cái điều đó rồi cộng thêm Cái tình hình địa ốc Ở tại cái địa phương quý vị ở uhm, Chính những cái tình hình thực tế đó Nó đủ trả lời cho quý vị rồi Nó đủ trả lời cho quý vị là cái thị trường bất động sản Ở Việt Nam nó rộn ràng thực sự Hay đó là một cái sự rộn ràng giả tạo <laughs> Phải không? Bằng chứng rằng là cái ước mơ cái giấc mơ có được một cái căn nhà một cái căn hộ để mà an cư lập nghiệp của quý vị cứ càng ngày nó càng bị đẩy đi xa càng ngày nó càng bị xa vời tầm tay với hello anh anh tám yêu nước cảm ơn anh đã tặng anh chi 500 ngôi sao nha cảm ơn anh thực tế tình hình bất động sản ở việt nam nhiều năm nay cả chục năm hơn chục năm rồi là nó bị thổi trương lên một cách thái quá mà vô lý không có cái nơi nào mà có cái giá bất động sản mà nó cao ngất ngưỡng mà nó vô lý như ở Việt Nam mình. Nếu như quý vị nói rằng là ở New York, giá nhà của New York là cao rồi mắc rồi này kia, cái đó anh chị đồng ý. Nếu như quý vị nói ở London, ở Paris, ở Tokyo rồi lại khá như vậy, ở những cái thành phố như vậy hoặc là ở những cái đất nước như vậy đó, mà cái giá địa ốc của nó cao ngất ngưỡng đó, thì cái đó anh chị đồng ý bởi vì mình xét nhiều khía cạnh nhiều yếu tố thì mình thấy đúng là như vậy trời ơi ở Paris ở trong trung tâm Paris hay là ngay trung tâm của 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 New York mà coi hay là ở Tokyo mà xem trời má ơi thậm chí là bên Bắc Kinh hay là thượng hải trời ơi một mét vuông đất mà sắc ra biết bao nhiêu tiền cái điều đó thì tôi còn công nhận nhưng mà quý vị nhìn ở cái xứ Việt Nam mình coi ở Hà Nội ở Đà Nẵng ở Nha Trang ở Sài Gòn làm sao mà có thể mà đạt được cái giá bất động sản mà mắc mà mắc hơn những cái thành phố lớn ở trên thế giới? Có không? Cho nên cái cái tình hình bất động sản ở Việt Nam á, trong vòng coi mười mấy hai chục năm nay là nó đã bị thổi trương lên một cách thái quá vô lý như vậy đó y như một cái trái bong bóng vậy đó cứ càng ngày càng bị thổi cho to thổi cho to thổi cho to vậy là do cái bọn đầu cơ thôi Chứ trên thực tế tiền đâu mà mua, tiền đâu mà mua nhà, tiền đâu mà mua đất. Cái giấc mơ nó cứ càng ngày càng xa tầm tay với là như vậy. Ai, kể cả là cái bọn mà 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 đầu tư kêu là đầu cơ địa ốc đi. Ai mà có sẵn tiền mà có thể bỏ ra để mà đầu cơ đất như vậy, chôn tiền một đống. Mặc dù rằng là cái cái bọn đầu cơ đất á, thì không phải là người dân bình thường mình đâu. Cũng là sân trước, sân sau hay hẻm bên hông rồi này kia của quan chức lãnh đạo hết. Nhưng mà bọn chúng làm gì có sẵn tiền một đóng một cục để mà cứ quăng ra quăng ra quăng ra rồi chôn vô trong đất, chôn vô trong dự án, chôn vô trong bất động sản làm gì có chuyện đó quý vị. Không ai có sẵn tiền đâu mà đầu đầu tư với đầu cơ, thật sự. Đúng là bọn nó đầu cơ bất động sản. Nhưng mà không phải tiền của tụi nó, tụi nó không có sẵn tiền để mà bỏ ra một cục tiền chôn vào trong đất trong dự án để đầu cơ vậy đâu. Thật sự, kể cả là đại gia luôn đại gia mà dân chuyên làm dự án cũng vậy ai ai mà có tiền nhàn rỗi mà quăng ra để ôm đất quý vị cái đồng tiền mà quăng ra để mà chôn một đống đó là cái đồng tiền chết mà cái dân mà nó đã có thể mà giàu đến cái cỡ đó thì đầu óc nó không phải là dạng vừa là cái dạng mà mà, mà tính toán thành thần nó khôn dữ lắm thành ra không có ai mà để cái tiền nhàn rỗi để mà quăng ra ôm đất như vậy cả cái đồng tiền là nó phải sinh lợi thôi hà cho nên nó mình đừng dòm thấy nhiều đại gia đồ như vậy không sở hữu nhiều nhà nhiều cửa đất cát đồ dự án đó này kia nọ mà mình tưởng bỏ, tại vì sao chắc gì là của nó đâu, no no đều là vay ngân hàng cả. Trên thực tế là nhiều người đó tài sản chỉ có một thôi, nhưng mà từ cái tài sản đó dùng để mà thế chấp để mà cầm cố để mà mua thêm vài ba bốn năm bảy cái bất động sản nữa. Như vậy thì á trên thực tế tài sản người ta chỉ có một và người ta dùng cái đó để người ta đi thế chấp đi cầm cố để đi vay rồi đầu tư thêm những cái dự án khác cho nên bảy tám cái kia mà người ta có là có từ cái chuyện đi vay quý vị ạ cái đó là là sự thật và ngân hàng đó mình nhìn lại cái hệ thống ngân hàng ở tại việt nam mình đó, cứ bổ ra hết mà mấy cái này đọc báo thì thấy những cái cơ quan điều tra rồi kể cả những cái chuyên gia nghiên cứu về ngân hàng và những cái chuyên gia nghiên cứu về bất động sản người ta cũng nói mà người ta đây không phải là bí mật nhà nước đây không phải là bí mật nhà nước mà đây là cái sự thật rành rành thậm chí là nếu mà mình mà thường xuyên theo dõi cái tình hình thì mình sẽ thấy ngân hàng nó cho vay rất là nhiều mà nó chỉ cho vay tiền về các cái dự án về bất động sản thôi Thật ra mà nói ngân hàng nó đâu có dễ dàng cho vay quý vị phải không trời ơi nó xét nét dữ lắm ấy chứ nhưng mà đụng vô những cái dự án về bất động sản thì nó cho vay à chứ còn thử hỏi quý vị mà quý vị cầm một cái dự án nào đó mà quý vị muốn đi vay để mà uh, có tiền để mà nghiên cứu sâu một cái đề tài gì hay một cái gì đó à, quý vị uh, đi vay để mà nghiên cứu đi vay để mà sản xuất để mà phát triển kinh doanh này kia coi 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 nó có cho quý vị vay không hay là nó xét nét quý vị từng chút từng chút rồi nó bác hồ sơ quý vị miết mới có phải hôm qua hôm kia gì mình mình đọc báo mình nói chuyện không mình nói ra rất... 9 trên 10 cái dự án mà mà ngân hàng cho vay là 9 trên 10 là các cái dự án về bất động sản. cái tụi ngân hàng nó nó buồn cười vậy. Xét na xét nét rất là khó khăn. Và gần như là cái xác suất là 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 không phải mấy phần trăm rất ít cho cái chuyện mà mà duyệt cho vay để mà người ta nghiên cứu để người ta tìm tòi để người ta sản xuất để người ta mở rộng kinh doanh người ta phát triển kinh doanh nọ no không có không có dễ nhưng mà ngược lại cho vay liên quan đến bất động sản thì nó ok cái tư duy đó nó chứng tỏ cái điều gì quý vị có nghĩa là nó nhăm nhắm nhăm nhắm, nhắm vô uh, vô đất vô vô nhà nó nhăm nhắm nhăm nhắm, nhắm vô cái bất động sản thôi khi mà bây giờ mình quay lại cái chuyện mình thấy rằng là có nhiều người á, tài sản người ta chỉ có một nhưng mà người ta sở hữu bảy tám thậm chí là 10, một chục, hai chục, ba chục gì đó những cái tài sản bất động sản khác mà toàn là của đi vay không à. Điều này nó chứng tỏ ra là bọn ngân hàng á, nó rất là dễ dàng và nó rất là khoái duyệt những cái hồ sơ vay liên quan đến bất động sản. Và như vậy thì cái bọn nhà nước chính cái bọn nhà nước nó thả nổi cho cái bọn đại gia chúng nó đầu cơ. Tại vì sao? Tại vì cái luật nhà đất, cái luật nhà đất, cái luật bất động sản quý vị, ở mỗi nơi nó mỗi khác mà sở dĩ đó ở những cái xứ tiến bộ người ta có thể người ta ngăn cản được cái tình trạng đầu cơ bất động sản tại vì cái cái chuyện mà mình đầu cơ về bất động sản đó nó nó nguy hiểm lắm nó không có ích lợi gì trơn trên thực tế nha nếu mà bạn á là cái người mà có cái cái tài chính ổn định mà bạn đã có một cái tài sản bất động sản cố định rồi á mà bây giờ mình muốn đầu tư và thì dĩ nhiên khi mà quý vị đầu tư quý vị thu nhập nhiều nếu mà quý vị không có biết cách dùng hay là đại khái là dùng cái chữ không biết cách tẩu tán bớt cái thu nhập của mình nhiều. Tại vì cái thuế thu nhập ở bên này rất là mắc. Cái thuế thu nhập ở bên đây quý vị cứ phải tính từ 33% trở lên không mà tùy vô cái barem tức là tùy vô cái mức thu nhập của quý vị. Thành thử ra khi người ta có cái thu nhập cao là người ta phải lo người ta đầu tư để người ta uh, giống như giải tán bớt cái cái thu nhập của mình để không có bị đánh cái mức thuế tại vì khi mà quý vị lên ở một cái tầng nào đó của cái thu nhập, quý vị có thể bị đánh thuế tới 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 phần trăm là chuyện bình thường đó. Và khi mà người ta phải giải tán bớt cái thu nhập của người ta bằng cách người ta đầu tư, người ta mua căn nhà thứ hai, thứ ba thì đại khái như á dân Tây bên đây á mà những cái người mà thu nhập cao là người ta hay đầu tư một căn nhà trên núi, một căn nhà dưới biển và một cái căn nhà ở hải ngoại nhưng mà ở hải ngoại ở nước ngoài luôn thì sao anh chị không biết nhưng mà ở ví dụ như những cái đảo thuộc địa của pháp rồi vậy thì quý vị biết là cái luật đầu tư bất động sản ở bên này nói chung ra là vậy mình khôn một chứ nhà nước nó khôn mười chạy đằng trời <laughs> kêu là chạy trời không khỏi nắng kiểu gì Tức là mình có né được cái thuế thu nhập cá nhân á thì mình cũng sẽ bị dính vô cái thuế về về sở hữu về bất động sản bởi vậy bên đây nó có cái thuế cái tax xe là như vậy là nó đánh vô cái cái tài sản sở hữu về liên quan đến chuyện đất đai cho nên nó khó có thể xảy ra cái tình trạng đầu cơ lắm quý vị ok bạn nếu mà bạn có điều kiện thì bạn có thể đầu tư à, đầu tư một căn nhà trên núi một căn nhà dưới biển à, căn cho con trai căn cho con gái ví dụ vậy tức là bạn có thể đó nhưng mà trong cái uh, trong cái hạn mức cho phép để mà mình có thể mình giải tỏa bớt nhiều tiền quá không biết để làm gì để mà không có muốn nộp thuế nhiều cho nhà nước thì mình phải tìm cách mình đầu tư này kia kia nọ ở trong một cái chừng mực nào đó thôi à chứ còn mà bạn mà nhiều tiền đến cái mức mà bạn có thể mà coi như là đi gom góp bất động sản để dành để đầu tư này kia nọ đó để đầu cơ rồi thì cũng chạy không nổi cũng chạy không thoát cái luật bất động sản bên này đâu Thà thử ra hôm rồi á, nghe bà chị chồng bà kể chuyện cái ông nào ở bên Cali mà ông sở hữu tới 140 mấy căn nhà đó. 140 mấy căn nhà. Thì cái điều đó, mà, anh Chi đâu ở Mỹ đâu anh Chi biết, không không rành luật bên Mỹ. Nhưng mà anh chị nghĩ cái điều đó ở bên Tây khó ạ. À. Khó à. không có dễ đâu. Bông, quay trở lại cái chuyện. À, là các cái ngân hàng ở Việt Nam nó dễ dàng nó xét duyệt cho vay bất động sản và ở bên kia một cái đại gia đó thực sự tài sản có một nhưng mà có thể vay ngân hàng để mà à, sở hữu tới năm bảy chục cái 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 tài cái, cái cái bất động sản khác thì cái điều đó nó chứng tỏ rằng là chính cái bọn nhà nước nó, nó hoặc là yếu kém trong cái công tác quản lý hoặc là không thèm quản à, thả nổi cho cái bọn đại gia chúng nó đầu cơ dân tình thì hoặc là bị cướp đất hoặc là vất vả cả đời không có nổi một miếng đất cắm dùi hay là có nổi một cái căn nhà một cái căn hộ nhỏ nhỏ thuộc về mình để mà có thể thở phào có thể an cư rồi để mà lo lập nghiệp không có quý vị thấy không không có cái vụ đại án phạm thịnh phát theo như cơ quan điều tra của bộ công an thì một mình bà lan thôi là bà bị cáo buộc đã tham ô hơn 304.000 tỷ đồng, tương đương với 12 tỷ đô la. Một mình mẹ này thôi đó. Còn nguyên cái tập đoàn của mẹ là là 42 tỷ đô la. Bà làm cái điều này bằng cách nào? Bằng cái việc sử dụng hàng loạt các cái công ty ma, cả ngàn công ty ma, công ty con trong cái hệ sinh thái vạn thịnh phát. Và cái ngân hàng trực thuộc của bà là cái ngân hàng SCB. Và theo cái kết luận điều tra của công an thì hệ sinh thái của Vạn Thịnh phát đã lập hơn 1.000 doanh nghiệp, phải không? Gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, đồ này nọ kia. Rồi uh, trong đó có những cái doanh nghiệp chuyên về ngân hàng, về đầu tư chứng khoán. Rồi trong đó có những doanh nghiệp chuyên về bất động sản, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ, đồ này nọ kia. <laughs> và cái điều tra của công an là cáo buộc cái gì? Một lượng lớn các công ty mà được lập ra chỉ để rút tiền từ cái ngân hàng SCB để cho bà Lan sử dụng. Đồng ý cái ngân hàng SCB á, là của bà Lan á, và cái tập đoàn của bà dựng lên đi. Nhưng mà cái hoạt động của cái ngân hàng SCB đâu phải chỉ là tiền của cái vạn thịnh phát hay tiền của cái tập đoàn hay cái gia tộc của bà đâu. No, tiền của bá tánh gửi vô mà. Bà con cô bác gửi vô mà và như vậy để mà rút tiền từ cái ngân hàng scb đó đó là bả lập ra một cái danh sách cả một ngàn hơn một ngàn cái công ty con để mà làm cái chuyện đó và như vậy cái mối liên kết giữa những cái công ty con của vạn thịnh pháp và cái ngân hàng scb đó, là một cái kiểu mà sở hữu trồng chéo đó phải không thông qua cái hệ thống ngân hàng của scb thì những cái nguồn vốn của SCB hay những cái trái phiếu phát hành của những cái công ty con của Vạn Thịnh Phát được huy động để mà dùng vô cho các cái dự án của tập đoàn Vạn Thịnh Phát là một cái kiểu mà ta nói là hốt hốt lẹ hút gọn tận thu tận diệt cái kiểu mà mà uh, quan thề không để rơi rớt kiểu mà lọt sàn xuống nia đó nhưng mà nên nhớ rằng cái hệ thống ngân hàng SCB đó anh chị nhắc lại một lần nữa ha? là cái nơi gửi tiền đầu tư uh, uh, kinh doanh các cái dịch vụ về tài chánh của bá tánh chứ đừng có nghĩ rằng là ố thì ngân hàng scb là cái ngân hàng của bà lan mà thành ra bà muốn dùng sao bà dùng đó đâu có đâu đâu phải tiền của bà, đâu phải tiền của những cái công ty con của bà làm ăn ra sinh lợi rồi gửi vô cái hệ thống ngân hàng SCB đó rồi trở thành cái dòng tiền xoay vòng xoay vòng rồi ngân hàng kinh doanh thêm những cái sản phẩm này dịch vụ kia để mà tiền lời nó sinh tiền lãi đi đâu có. Nó nó đâu phải vậy. Tiền của những người gửi tiền và những người đầu tư đó mà quý vị nên nhớ mẹ một ngàn cái công ty con của bà 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 Lan ở trong cái hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát toàn là công ty ma không à đâu có hoạt động kinh doanh thực tế thực tiễn cái mẹ gì đâu thấy chưa ngân hàng cái vai trò của nó là cái gì nó ngoài là một cái cái két sắt là một cái nơi giữ tiền thì nó giữ tiền và nó phải làm sống động cái dòng tiền nó làm sinh sôi nảy nở cái dòng tiền đó là một cái hình thức cái kiểu mượn đầu heo nấu cháo bà con cô bác thiên hạ bá tánh có tiền ôm trong người thì uh, uh, sợ nguy hiểm thành ra mới đem tiền gửi nhà băng, không? gửi nhà băng gửi tiết kiệm lấy lại hoặc là đầu tư hoặc là mua cổ phần mua chứng khoán mua trái phiếu này nọ kia kia rồi ngân hàng á nó lấy cái tiền gửi của bà con bá tánh gửi vô nó xào nó nấu nó kinh doanh nó cho vay nó làm đủ chuyện để làm sao cho cái dòng tiền nó sinh lợi thì thôi đó kinh doanh tài chính tức là như vậy đó đem uh, uh, tái đầu tư đem cho vay đem này đem kia đem nọ kiểu như vậy nhưng mà đó là một cái scb bây giờ nó vỡ lẽ ra thôi nhưng mà cái hệ thống ngân hàng của việt nam mình nó, nó bao nhiêu nó như thế nào bây giờ mình dòm thử cái hệ thống ngân hàng ở việt nam nó làm ăn như thế nào trời má ơi quý vị tưởng tượng cái một cái scb thôi hay không mà nó làm thiệt hại một cái con số tôi nói cái con số này chắc cũng chỉ là cái con số tượng trưng thôi 42 ngàn nạn nhân là bà con bá tánh đồ vậy nhưng mà cái con số thực có thể còn nhiều hơn như vậy nữa một cái SCB thôi mà như vậy thì thử hỏi quý vị một cái hệ thống mà hơn ba mươi mấy ngàn hơn ba mươi mấy ngân hàng thì nó sẽ thiệt hại tới đâu mẹ nhân viên ngân hàng á hả ầu ơ dí dầu chứ không có mà được đào tạo lớp lang bài bản đâu à, tôi nói nếu mà quý vị mà học về cái ngành ngân hàng thì lẽ ra đó uh, quý vị phải có một cái chuẩn mực uh, được đào tạo hẳn hoi và với cái chuẩn mực đó thì quý vị ở đâu uh, quý vị cũng có thể làm việc được ví dụ như uh, cái hệ thống ngân hàng uh, của từng cái quốc gia đi trên thực tế thì nó cũng phải hoạt động theo cái luật uh, uh, ngân hàng của quốc tế Uh, như thế nào thế nào thế nào rồi tùy cái tình hình uh, thể chế cũng như pháp luật uh, cái tình hình kinh tế thực tiễn tại uh, mỗi quốc gia thì nó có một chút những cái khác biệt nhưng mà nhìn chung uh, thì nó cũng phải nằm trong cái hệ thống tại vì nó hoạt động có một kiểu cách đó thôi mà mà trong khi ba uh, mươi mấy cái ngân hàng việt nam mình nó uh, quý vị dòm vô coi mỗi nơi mỗi kiểu à luật lệ thì bát nháo uh. nhân viên thì uh, nếu như mà nhân viên mà được đào tạo nghiệp vụ mà chuẩn đúng chuẩn bài bản của cái cái luật ngân hàng quốc tế hay là cái luật ngân hàng quốc gia thì lẽ ra quý vị đi ngân hàng nào rồi nó cũng giống giống nhau như vậy chứ chứ làm sao mà quý vị thấy mỗi nơi nó hành khách hàng nó một kiểu khác anh chi nói thiệt quý vị ở bên pháp này cũng biết bao nhiêu ngân hàng một mình anh chi cũng có hai cái tài khoản ngân hàng của hai cái ngân hàng khác nhau thì nhưng mà không có không bao giờ mà gặp những cái chuyện bất cập mà mà mình ở ngân hàng này thì nó như vậy mà qua kia cái nó không phải như vậy nó khác quá, nó đòi hỏi khác quá, không hề có chuyện đó nó như nhau hết à nó khác nhau cái tên nhà băng thôi và dĩ nhiên hai tấm thẻ thì nó phải khác nhau thôi nhưng mà nhìn chung nó hoạt động mà cũng cùng một cái cung cách vậy thôi ở Việt Nam mình không có chuyện đó đâu má ơi nhân viên ngân hàng ầu ơ dí dầu mỗi nơi mỗi kiểu à, mỗi nơi mỗi kiểu mà kiểu nào cũng làm khó khách hàng hết trơn luật lệ thì bác nháo không chứ không phải mà nói mà nhân viên mà được đào tạo đúng nghiệp vụ chuẩn bài bản để mà mình đi ngân hàng nào nó cũng giống ngân hàng nào không có đâu rồi những cái người ví dụ như đừng có nói nhân viên ở dưới quầy tiếp khách của của ngân hàng bây giờ mình nói cái nhân viên mà cao hơn chút ví dụ như trưởng phòng phòng tín dụng cái này kia nọ vậy thế mà quý vị mà muốn đi vay cái gì quý vị ở đây quý vị thành thật khai báo quý vị có bao giờ mà đi vay để mà mở rộng kinh doanh hay là mà để mà mở quán cà phê hay là để để mua cái uh, mà mua cái xe bánh mì nó mới đại khái là quý vị có 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 đi vay được những cái chuyện đó không ví dụ giờ quý vị có một cái dự án uh, nói dự án thì nó nó có vẻ to lớn nhưng mà đại khái là quý vị uh, có một cái kế hoạch à quý vị có một cái kế hoạch kinh doanh Uh, để mà cải thiện cái đời sống kinh tế của gia đình. Quý vị nhắm ở cái khu đó, uh, ở, ở trong cái khu vực đó, uh, um, khu dân cư như thế nào rồi uh, bãi đậu xe ra làm sao rồi uh, xung quanh đó hàng quán nó bán những cái gì, chưa có cái gì. Đại khái là quý vị có một cái kế hoạch nhắm là uh, ở vào cái chỗ đó mình mà bán cái đó là chắc mẩm là sẽ ok lắm, sẽ này nọ kia. Tức là cái tiềm năng nó có không? Nhưng mà quý vị không có vốn hoặc là quý vị uh, không đủ sức để uh, để giống như là set up một cái cửa tiệm hay là một cái uh, xe nước mía <laughs> hay là một, một, một uh, cơm tấm đồ đại khái là cái gì cũng được ha. Ví dụ như bây giờ quý vị muốn đi vay, thông thường trên cái nguyên tắc á, khi mà quý vị muốn vay một cái số tiền để mà làm một cái uh, kế hoạch hay cái dự án nhỏ nhỏ nào đi uh, thì thứ nhất là quý vị phải có một phần ba cái số vốn. Thí dụ quý vị nhắm uh, tôi muốn mở mở cái cửa tiệm đó ở cái khu vực đó thì ngân hàng ở bên đấy nó sẽ đòi hỏi quý vị là Ok bây giờ quý vị muốn trong cái dự án đó quý vị muốn quay Anh Chi nói ví dụ nha 45 ngàn Thì quý vị phải có được 1 phần 3 là có khoảng 15 ngàn cho tới 20 ngàn 15 ngàn Rồi sau đó quý vị phải trình bày cái kêu là cái tiềm năng của cái dự án của quý vị Và quý vị phải chứng minh cái, cái tính khả thi của nó Và quý vị phải có cái nghiên cứu của thị trường sơ bộ Đại khái như vậy Thì khi mà quý vị có một cái hồ sơ với đầy đủ uh, những cái năng lực uh, hay là đánh giá tác động môi trường hay là uh, đánh giá tiềm năng rồi tính khả thi rồi này kia là tức là quý vị có một cái hồ sơ đó thì là quý vị đem vô ngân hàng nó sẽ uh, nó đánh giá cái cái, cái 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 tiềm năng cái khả năng rồi kia thì, thì nó sẽ cho quý vị vay thôi chứ nó cũng không có cần quý vị phải thế chấp cái gì hết trơn á đối với những cái khoản vay như vậy vài chục ngàn để mà làm một cái cái một, làm một cái hãng xưởng hay mở một cái tiệm mở một cái nhà hàng hay là một cái tiệm trà sữa hay cái gì gì đó ở Việt Nam quý vị có được như vậy không? Thật ra những cái nhân viên ở trên bên cái phòng tín dụng hay là bên cho vay rồi này, kia cũng vậy, nó có làm cái việc mà nó sẽ nghiên cứu cái hồ sơ vay của quý vị, coi quý vị làm cái gì có tính khả thi hay không, có khả năng hoàn vốn rồi này nọ hay không? Nó có làm cái chuyện đó không? Không, không hề. Đâu mất thì giờ, cái tụi bên tín dụng cho vay này kia của ngân hàng nó chỉ nhìn chăm chăm vào cái giá trị cái tài sản mà quý vị đem vô thế chấp thôi chính vì vậy mà tôi mới nói mấy cái hệ thống ngân hàng của việt nam với cái kiểu cách làm việc của chúng nó thì nó có khác gì cái tiệm cầm đồ đâu trời đúng không quý vị quý vị cái tiệm cầm đồ á, là quý vị vô một cái tiệm đó ha quý vị có cái nhẫn hộp sàn quý vị có cái đồng hồ quý vị có cái gì như vậy đem vô cái nó định giá cái món đồ của quý vị rồi cái nó có thể cầm cho quý vị được nhiều tiền vậy thôi thì cái bọn ngân hàng đây nó cũng y hệt như vậy nó cũng không khác gì một cái tiệm cầm đồ hết trơn cái này tôi nói không điêu hoa bởi vì sao từ báo kinh tế cho tới báo đầu tư báo pháp luật cho tới tất tần tật những cái tờ báo của đảng và nhà nước mà quý vị có thể đọc được rồi ý kiến của các chuyên gia phân tích rồi này kia nọ thì quý vị đều thấy họ đều nói là nhìn thử vào những cái dự án vay vốn của ngân hàng mà xem mà ngân hàng chấp thuận và ngân hàng cho vay mà coi 9 trên 10 là đầu tư bất động sản chứ không hề phát triển kinh doanh hay đầu tư cho nghiên cứu sản xuất gì hết trơn á cho nên tôi nói thiệt với quý vị nha với cái kiểu cách làm việc của cái bọn nhà cầm đồ đó thì khi mà quý vị không có tiền thì quý vị làm sao mà nói đến cái chuyện là nghiên cứu tìm tòi sáng tạo hay là nói đến cái chuyện rồi mà 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 ứng dụng một cái 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 sáng kiến nào đó vào sản xuất thì làm sao mà nói đến cái chuyện phát triển kinh tế đồ phát triển là phát triển cái gì phát triển cái gì ngoài cái chuyện phát triển là thổi phồng cái cái, cái thị trường bất động sản cho nó đã bong bóng rồi thì nay cho nó càng bong bóng nữa ngày nào mẹ nó nổ tung một cái là chết tôi cả đám phát triển cái gì được quý vị hơn ba chục cái ngân hàng ở việt nam có cái nào mà nó không hoạt động như vậy đâu có cái nào mà quý vị có thể mà đi vào vay với một cái bản kế hoạch chi tiết cụ thể mà không có cái tài sản cầm cố ở trong đó cho nên tôi có thể nói rằng cái hệ thống ngân hàng ở Việt Nam thực tế là một cái hệ thống cầm đồ toàn quốc mà thôi má cái bọn kia thì là cái bọn cầm quyền <laughs> rồi tới cái bọn cầm tiền <laughs> rồi tới cái bọn cầm đồ <laughs> bảo sao tôi cũng gọi ông chủ tịch nước là ông chủ tiệm nước thiệt sự đó quý vị má chán trường thấy không rồi thôi nha nói đến cái chuyện phát triển kinh tế đồ phát triển thì thôi quên đi phát triển cái gì mà phát triển trời ơi Mà nếu mà như vậy đó, nếu mà cái hệ thống cầm đồ toàn quốc nó đều hoạt động theo một cái phương thức như vậy thì liệu liệu là sẽ chỉ có một cái đại án vạn thịnh phát của Bà Lan không? Hay là trên thực tế còn nhiều nhiều những cái đại án khác mà chưa tới lúc nó vỡ lỡ thôi. Một mình cái vạn thịnh phát của Bà Lan. Đó, cũng 12 tỷ, 42 tỷ cái gì đó. Mà một cái SCB đó thôi đó rồi còn ba mươi mấy cái ngân hàng khác thì quý vị nghĩ coi đến chừng mà nó buồn buồn nó vui vui á nó khơi ra một cái thêm một vài cái đại án nữa thì lúc đó cái số tiền thực tế nó không phải chỉ có 12 tỷ đô la hay 42 tỷ đô la mà nó có thể lên tới vài chục tỷ vài trăm tỷ đô la tại vì cả hơn ba chục ngàn cái ờ à, xin lỗi hơn ba chục cái ngân hàng trên cả nước mà Hello chú chịch con, cảm ơn chú chịch con đã ủng hộ anh Chi nha. Nói không? Cái vấn đề là chưa phát hiện ra thôi. Và bây giờ là mới có một mình vạn thịnh phát đó thôi. Nhưng mà ba mươi mấy cái ngân hàng nó hoạt động theo cái cái đường hướng đó. vậy có nghĩa rằng là không phải chỉ tồn tại có một cái vụ đại án vạn thịnh phát đâu. Dạ, anh Chi cảm ơn chú chịch con, cảm ơn chú chịch con ủng hộ chương trình nha đó không? Trời ơi, từng đó cái ngân hàng mà cái ngân hàng nào nó cũng hành xử nó cũng hoạt động theo cái kiểu SCB như vậy là ta nói bà con mình là chết tươi. Quý vị có còn nhớ năm ngoái không? À, quý vị có còn nhớ năm ngoái hồi tháng 10 năm ngoái năm 2022 không? Ngay sau khi cái thông tin bà Trương Mỹ Lan và một loạt các cái lãnh đạo của tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc là những cái giám đốc của những cái ngân hàng đó hay là những cái chi nhánh ngân hàng đó bị bắt rồi khởi tố tạm giam này kia đó là ta nói mẹ ơi biết bao nhiêu người dân mà đã gửi tiền tiết kiệm hay là mua những cái sản phẩm từ cái ngân hàng scb của vạn thịnh pháp ôi oh, người ta đổ xuống đường người ta biểu tình người ta biểu tình quá trời quá đất xong rồi người ta tập trung về các cái trụ sở của scb không à, ở nhiều nơi không không riêng gì sài gòn ở nhiều nơi nhiều tỉnh thành để làm chi, đòi tiền chứ làm chi Má ơi lúc đó là sợ ta nói run bần bật rồi đó Thì đó là run bần bật rồi đó Mà không phải chỉ có nổi lên một lúc một chốc đó đâu Mà nghe nói rằng là bây giờ đó Xung quanh những cái trụ sở SCB á ở nhiều nơi là vẫn có người dân Người ta tập trung, người ta biểu tình Người ta đòi tiền, người ta đòi rút tiền hàng loạt Đến tận bây giờ nè Thậm chí là bà con cô bác người ta mở rất nhiều những cái diễn đàn ở trên mạng, tập trung những cái nạn nhân mà bị mất tiền ở SCB ở trên mạng Facebook với mạng zalo Rồi tôi nói công nhận bà con mình khổ nha. Bởi vậy người giàu cũng khóc là vậy đó. Thử thiệt sự mà nói mà khơi ra mà 12 tỷ, 42 tỷ đô la Mỹ rồi của Bà Lan, đó chưa phải là tất cả. Ừ. Đó chưa phải là tất cả. Ê mà sao tôi thấy ngộ ha. Sống như vậy á, bà con mình á, sống ở trên chính cái quê hương xứ sở của mình á. Mà ta nói nơm nớp lo sợ mà giống như là y như là bà con mình đang bị bắt làm con tin vậy đó. Ha quý vị ha. Đụng đâu cũng có thể thấy thiệt hại á. Quý vị quay trái quay phải, quay ngang quay dọc gì quý vị cũng trở thành nạn nhân được hết trơn á. Thiệt á. Quý vị biết không, trên cái tờ báo Thanh Tra đó ha. Tờ báo thanh tra là một cái cơ quan uh, ngôn luận uh, của thanh tra chính phủ và ngành thanh tra mà đúng không Cái hôm 9 tháng 11 vừa rồi á có một cái bài viết tựa đề là Nợ xấu tăng vọt, ngân hàng cần ứng phó ra sao Và trong cái bài báo này có dẫn số liệu của Bộ Tài chính cho thấy rằng là Tổng cái số nợ xấu của 28 ngân hàng được công bố uh, trong cái báo cáo tài chính á là tổng nợ xấu của 28 ngân hàng Nó đã tăng 52% trong cái quý 3 Quý 3 năm nay Tại bài báo đó mới ra Hồi đầu tháng 11 đây Trong đó tỷ lệ nợ xấu Của một số ngân hàng đã gia tăng Gấp 2-3 lần Trước đó vào ngày 30 tháng 6 Tổng nợ xấu của cái ngân hàng này Chỉ tăng 33% thôi Là hồi tháng 6 Là nợ xấu của 28 ngân hàng này Là tăng 33% thì 3 tháng sau tới tháng 11 này á, là coi như nợ xấu của 28 cái ngân hàng này tăng lên tới 52% lần. Và trong đó có một số ngân hàng ở gia tăng gấp 2-3 lần nợ xấu. Nếu mà với cái con số mà từ cái tờ báo thanh tra của chính phủ mà ra như vậy thì như vậy mình nói đây là một cái hệ thống ngân hàng yếu kém mà nó mà không chịu nó dãy đành đạch lên nữa thì thì quý vị nghĩ sao? Vậy mà còn không chịu bây giờ nói thiệt chứ không hiểu rằng là mấy em nhỏ nó còn vô đây nó nó cào mặt ăn vạ mình được nữa hay không? Tôi nói kinh tế như vậy tham nhũng như vậy lạm phát như vậy, hay không rồi cái hệ thống ngân hàng yếu kém như vậy, tức là mình á, tôi nói thiệt tôi cũng không cần phải nỗ lực gì ghê gớm lắm đâu, tôi cũng không cần, tôi cũng không cần mà cái tao nói là phải uh, vò đầu bứt tai rồi làm gì ghê gớm lắm đâu để mà vạch mặt đảng với lại nhà nước, không cần mình chỉ cần cái móng tay nhỏ nhỏ mình khơi một cái thôi nó ra biết bao nhiêu là là những cái tệ hại những cái yếu kém như vậy chứ mình cũng không cần mà phải vò đầu bứt tay mà môi móc đồ nói xấu nói xiết đồ này kia không cần vậy đó mà còn chưa chịu mà vẫn còn có thể mà cào mặt ăn vạ mình ở đây thì tôi cũng không hiểu là não bộ các em có vấn đề gì Mà cuối cùng là như vậy nè. OK, hàng loạt những cái ngân hàng, một hệ thống ngân hàng phải không? Ba mươi mấy cái ngân hàng với bộ, nhưng mà tất cả những cái ngân hàng này nó đều hoạt động uh, dưới cái sự kiểm soát của ngân hàng nhà nước. xứ sở nào cũng vậy thôi. Bank of America, hay là Bank de France, hay là ngân hàng nhà nước Việt Nam, tức là người ta cũng uh, có nhiều cái um, kêu là gì có nhiều những cái um, tổ chức uh, tài chính, tức là ngân hàng thì cũng có năm bảy loại ngân hàng ở, ở đây mình có ba mươi mấy cái ngân hàng nhưng mà cái người đầu tàu đó kêu là tư lệnh ngành đó, dạ hello uh, chi bằng bằng chi đã ủng hộ uh, anh chi uh, trên kênh tâm thức việt youtube nha à, dạ cảm ơn cảm ơn không biết anh hay chị uh, chi bang chi bang uh, bang chi gì đó cảm ơn rất nhiều tức là Ok ba mươi mấy cái ngân hàng nó thành một cái hệ thống nó hoạt động như vậy đi rồi nhưng mà nó cũng có cái tư lệnh ngành của nó à, mà tư lệnh ngành của nó người đứng đầu kiểm soát uh, thanh tra đồ uh, về chừng đại cái là là một cái người đứng đó theo dõi đó chính là cái ngân hàng nhà nước Đúng chưa à, ngân hàng nhà nước chính là cái tư lệnh ngành đấy cái vai trò của nó là kiểm soát và điều phối cái hoạt động của hệ thống ngân hàng để làm chi để ổn định cái tình hình tài chính của quốc gia chứ làm chi ồ nếu mà như vậy thì cái vai trò nhà nước mà đã là như vậy thì không lẽ những cái chuyện này nhà nước không biết gì hết à nhà nước vô can à theo quý vị thì sao nhà nước có có vô can không có không biết gì không sao mà không biết gì được theo ông chuyên gia Bùi Kiến Thành Ông nói đó à, Cái việc này không phải à, hoàn toàn là nhà nước không biết gì đâu nha Biết chứ sao không biết Bởi vì sao Bởi vì cái chuyện nợ xấu hay là nợ khó đòi Trong cái hệ thống ngân hàng đó Mà ở đây là 28 cái ngân hàng Có rất nhiều những cái nợ xấu, nợ khó đòi Là nó đã xuất hiện nhiều rồi Thậm chí rất nhiều rồi Phải à không Chính phủ biết chứ sao không biết Ngân hàng nhà nước biết chứ sao không biết biết đó nhưng mà ổ này nợ khó đòi à, à nợ lâu năm à lỡ mà kêu là cái gì nợ mặt dày mày dạng à ok và bây giờ chuyển qua công ty quản lý nợ của nhà nước đi <laughs> không phải là 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 qua công ty đòi nợ thuê đâu nha quý vị nha tức là chính phủ biết chứ chính phủ biết à, những cái khoản nợ xấu nợ khó đòi biết chứ không phải không biết thành thử ra chính phủ mới gom lại chuyển hết qua công ty quản lý nợ của nhà nước đó mà tôi hỏi quý vị Chuyển nó qua cái công ty quản lý nợ của nhà nước rồi Thì làm được cái gì Cái công ty đó nó làm được cái gì Ta tạm gọi nó là công ty đòi nợ thuê của nhà nước đi Nó làm được cái gì không Có làm được con mẹ gì đâu Chẳng làm được cái gì cả Nợ xấu thì vẫn xấu Mà càng ngày càng tăng Trong vòng có 3-4 tháng tăng từ 33% Tăng lên tới 52% thấy chưa rồi có những cái ngân hàng mà nợ xấu mà 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 tăng gấp hai ba lần luôn mà chỉ trong vòng có một quý à kinh chữa tại thật bây giờ mà mình nói nhà nước không biết gì hết làm ừ. sao mà ai tin biết chứ sao không biết cái vai trò của cái ngân hàng nhà nước là cái gì là kiểm soát và điều phối để mà ổn định cái tình hình tài chính của quốc gia cơ mà làm sao mà không biết thành thử ra ở đây đó thay vì nói rằng là nhà nước không biết thì phải nói rằng là nhà nước mà đặc biệt ở đây tư lệnh ngành là cái ngân hàng nhà nước đã thật sự không có làm hết cái vai trò kiểm tra thanh tra của mình các anh mà muốn quản lý cho tốt thì các anh phải để tâm tới nó phải dòm ngó tới nó phải kiểm tra nó phải thanh tra nó không dòm ngó tới nó làm sao mà quản lý được nó Tôi nói thiệt với quý vị bây giờ mà nói mà nhà nước không biết gì, không tin đâu. Hoặc là ok nhà nước đã nghe báo cáo rồi, rồi nhà nước chuyển qua cho công ty quản lý nợ của nhà nước rồi. Nó như thế mà đủ à. Đảng ta sáng suốt tài tình như thế, má len sâu luồn lách vào trong quần của chúng nhân dân như thế. Thì có lý nào mà đảng với nhà nước không biết cho được? Ừm. Uhm, biết chứ, biết tốt. trong cái livestream hôm qua anh Chi nói đó, <laughs> không cái vụ việc vạn thịnh phát với cái số tiền biển thủ mà bên cơ quan điều tra người ta đưa ra 12 tỷ đô la là đã được uh, các thánh uh, cộng đồng mạng là tính rồi, người ta tính tương đương với 6% GDP của Việt Nam trong năm 2022, tức là 6% của cái tổng sản lượng quốc nội của Việt Nam trong năm 2022 đấy. Và quý vị thấy là nó nhiều nhiều kinh khủng như thế nào rồi chưa, đúng chưa? nhưng mà cái điều thật sự làm cho chúng ta chú ý đó là một cái số tiền quá lớn và diễn ra trong một thời gian dài như thế mà nhà nước không can thiệp rồi bây giờ vỡ lở ra thì bảo nhà nước không hay biết trời ơi không thể nói là không hay biết được và cũng không thể nói rằng là biết rồi nhưng mà đã chuyển qua cái công ty quản lý nợ của nhà nước rồi không thể đùn đẩy trách nhiệm mà không thể phủi mà bay chối bay cái trách nhiệm như vậy được không được bởi vì cái vai trò giám sát và quản lý của nhà nước để ở đâu? Nói xin lỗi không làm được hả? Thì cút để cho người khác người ta làm. Mà thử hỏi quý vị, cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có luật ngân hàng không? Có chứ sao không có? Có chứ đâu phải là không có. Ủa nhưng mà có luật để làm gì? À, cái luật ngân hàng đó là cái gì? Là cái rào cản pháp lý để làm chi? Bảo đảm cái sự kiểm soát lành mạnh phải không? Cho các cái hoạt động của doanh nghiệp phải không? xa thì biết là vậy đó. Ở cái xứ mình có cái gì mà không có luật, phải không? Có cái gì mà không có luật? Nhưng mà có luật thì để làm gì? Chẳng làm được cái gì. Cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng như là bà Trương Mỹ Lan, trời, ta nói là bà luật pháp phải không? Rào cản pháp lý phải không? Đây chị vô hiệu hóa nó một cách đẹp đẽ luôn. Nhưng mà làm sao người ta có thể? vô hiệu hóa và khuynh loát nó được như thế nếu như không có cái sự tiếp tay của quan chức chính quyền <laughs> như vậy điều đó chứng tỏ là trong ngành ngân hàng cũng đầy dẫy tham nhũng phải không và cũng đầy dẫy sân sau, sân trước sân hông đàn luồn được của cái hệ thống ngân hàng làm sao mà không có được không có cái sự tiếp tay của quan chức nhà nước thì làm sao mà vạn thịnh phát có thể đạt đến cái mức độ phạm tội mà ta nói nó kinh hoàng khủng khiếp như vậy đứa không thể được nếu không có cái sự tiếp tay của quan chức nhà nước và tôi nói thiệt với quý vị cái sự tiếp tay của cái bọn quan chức nhà nước cái đó tôi cũng phải gọi nó là tội ác là tội ác không thể dung thứ chứ không thể nói chỉ là hả vô trách nhiệm là những gì 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 đó No Tôi phải gọi nó là tội ác không thể dung thứ Quý vị nghĩ coi Một cái đoàn thanh tra Được lập ra để đi thanh tra Cái ngân hàng SCB của bà Trương Mỹ Lan Gồm 18 thành viên Mà 18 thành viên Đó là bị bà Lan bà lụm Bà bỏ túi ngon ơ ờ, hả? Cái đoàn thanh tra đó 18 thành viên ha là do bà Đỗ Thị Nhàn. Bà Đỗ Thị Nhàn lúc đó là cục trưởng, cục trưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước, làm trưởng đoàn cùng với 17 thành viên nọ, Total tan là 18 thành viên. Để mà đến thanh tra cái ngân hàng SCB. Nhưng mà bà Lan bà lũng gọn, bà nhét túi một cái rẹt, gọn ơ. Ừ. Đúng không? Mà quý vị tưởng tượng coi, 18 người trong cái đoàn thanh tra đó thì tất cả những cái thành viên trong đoàn là đều đồng loạt nhận tiền để đồng loạt thay đổi cái kết quả thanh tra để làm chi để đồng loạt che giấu cái sai phạm của cái ngân hàng SCB này và chỉ riêng một mình bà Đỗ Thị Nhàn thôi đó nha với tư cách là trưởng đoàn thanh tra thôi một mình con mẹ thôi đó mà lụm được 5,2 triệu đô la rồi mà quý vị có tin rằng bà Nhàn này cũng như là 17 cái người ở cùng trong đoàn thanh tra với bà Nhàn. Đây là lần đầu tiên các đồng chí nhúng chàm không? Quý vị có tin không? Quý vị có tin đây là lần đầu tiên các đồng chí cán bộ thanh tra này là bị mua chuộc Bị lầm không? Ai tin? Ai tin quý vị? Không ai tin. Mà nói thiệt với quý vị ha. Hồi sáng thấy ở trên trang nhà của bác Nguyễn Thông nó nói nhớ hồi xưa đó hình như kỳ họp quốc hội khóa 11 hay 12 gì đó, là quốc hội đề nghị ra cái nghị quyết là nếu mà tham nhũng mà 500 triệu đồng trở lên là phải khép vào cái khung án tử hình đúng không mà đúng là anh Chi hồi xưa nhớ cũng là như vậy nhớ hồi xưa cái băng mà đại khái là cái băng gì mà ở Sài Gòn ở Tân Bình cái gì Nguyễn Văn Phước 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 gì nè ông đại gia gì mà Phước Phước mà mà Ừ, cặp với cô Ngọc Trinh rồi nè. Quên rồi. Nhưng mà đó, mấy tỷ bạc cũng dựa cột rồi. Tức là ở cái kỳ họp quốc hội khóa 11, 12 gì đó. cái nghị quyết nó nêu ra là nếu mà tham nhũng mà 500 triệu đồng trở lên là khép vào cái khung án tử hình. Thì quý vị nghĩ coi, những cái vụ án về tham nhũng hối lộ về sau này, trời ta nói toàn là tiền tỷ, tỷ, chục tỷ trăm tỷ ngàn tỷ rồi không à mà có thấy thằng nào chết đâu có thấy đứa nào đi dựa cột đâu quý vị không tôi nói thiệt là nếu mà cái nghị quyết mà 500 triệu đồng trở lên bị khép cái khung án tử hình rồi ha thì ta nói mà bây giờ có nước mà đội thi hành án má thi hành mệt nghỉ luôn giết sao sể sương sương nè ông son bộ trưởng 4 t nhận 3 triệu đô rồi cái đám việt á cái đám mà chúng bà giải cứu hay là cái công ty AIC của bà nhàn á à, ờ à, nhí ông, ông ông phạm minh chính rồi chẳng hạn mấy cái đám này không là đút túi là ta nói là vài chục tỷ rồi gần trăm tỷ rồi phải không khiếp chưa rồi bây giờ nổi cái chuyện của việt á này không thôi một mình chị nhàn trong cái đoàn thanh tra 18 người một mình chị nhàn cục trưởng ngân hàng nhà nước thôi một mình chỉ là chỉ đã nhận 5,2 triệu đô rồi tương đương với 118 tỷ thì thử hỏi quý vị với những cái con số như vậy đó má cái đội thi hành án hả? Thi hành sao sẽ? Không kịp dựng cột nữa thiệt á. Người ta nói mà lia mà không kịp dựng cột luôn. Mà cái bà nhàng này nha, mới có cục trưởng thôi nha. Mới có cục trưởng thôi đó. Mà một lần thanh tra SCB thôi mà 118 tỷ, 5,2 triệu đô rồi. Mà quý vị nên nhớ như vậy bên cái mảng ngân hàng nhà nước đó. Tổng tư lệnh ngành á, thì được gọi là thống đốc ngân hàng nhà nước. Ừ. Thống đốc ngân hàng nhà nước. Thì thử hỏi quý vị, bà nhàn này mới là cục trưởng thôi. Mà đi thanh tra đó, mà lấy 118 tỷ rồi. Thì cái chị thống đốc kia là chị sẽ đớp bao nhiêu? Hay là không liên quan, cái này cấp dưới nó làm thôi chứ chị có biết gì đâu. Ai tin, quý vị có tin không? Quý vị có tin không? Sao mà tin? Ông Nguyễn Thông á, ổng bảo chứ ở bên quận 8 Sài Gòn đó, một cái căn nhà phố liền kề bề ngang 4 mét đó, mà bình dân đấy đó nha. Thế một căn nhà phố liền kề bình dân thôi á, trong khu dân cư á, 4 mét bề ngang á, là chừng 5 tỷ đồng căn à. Mà bà cục trưởng kia, men một lần đi thanh tra SCB, lụm về 118 tỷ. Có nghĩa là một lần bà tham nhũng là bà mua được một hơi 24 căn. 24 căn nhà phố liền kề ở quận 8 với cái giá 5, 5 tỷ đồng một căn. Thì một lần bà tham nhũng là bà mua được một lúc 24 căn rồi. Má, một lần chị tham là coi như chị hốt nguyên một dãy phố gần trăm mét 24 căn cứ nhân lên 4 mét bề ngang một căn đi thì coi như là một lần chị cục trưởng chỉ nổi tham là chỉ mua được hơi 24 căn lần hết nguyên một dãy phố 100 mét rồi còn gì nữa ngon ơ à. mới cục trưởng thôi mà đã ăn vậy rồi thì thử hỏi quý vị mà cái đám quan chức lãnh đạo mà cấp cao hơn thì sao giống như cục trưởng của, của bên cái 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 cục ngoại giao bộ ngoại giao gì thôi là đã nhiều đó mấy chục tỷ mấy trăm tỷ rồi thì thử hỏi quý vị lên cái cấp bộ trưởng, thứ trưởng rồi bộ trưởng rồi nó ra làm sao? Mới có cục trưởng thôi đó. Một lần chị lỡ tham thôi. Chị hốt nguyên dãy phố 24 căn nhà mặt tiền liền kề ở quận 8 Sài Gòn. Mà bây giờ mà cái bọn mà cấp cao hơn mà nó tham mẹ một lần nó phát tham lên một cái nó ngoại còn nó đến đâu. Chắc nguyên một phường quá, nguyên một quận quá. mình nói bình sinh con người ta có đức hiếu sinh mà nói thiệt với quý vị á mình nói 500 triệu mà phải dựa cột Và bây giờ cái bọn này ta, ta nói nó tiền tỷ tiền tỷ mà chục tỷ trăm tỷ ngàn tỷ như vậy thì nói thiệt á nó phải dựa cột cả lò cả họ nhà nó đền chưa hết tội nhưng mà cuối cùng thì sao có đứa nào chết đâu quý vị không có đứa nào chết hết á cùng lắm là một đứa hy sinh đi lãnh cơm hột ăn tạm vài năm mà cả lò cả họ nhà nó ta nói sống nhung lụa nhiều đời nhiều kiếp luôn vậy đó bởi vậy tại sao mà không có khư khư mà ôm lấy quyền lực hả khư khư mà không bám đít bám ghế nó độc tài độc quyền nó sướng ở cái chỗ đó đó quý vị độc tài độc quyền độc đoán có một mình ên nè à. bố thích thì bố làm thôi không có một cái cơ chế nào ngăn cản phát hiện ngăn chặn gì được chúng nó cả No. nói thiệt với quý vị hả càng mà làm ra những cái đoàn giám sát những cái đoàn thanh tra mà ở đây tôi nói là trong tất cả mọi lĩnh vực nha không riêng gì trong cái lĩnh vực ngân hàng nha bất kỳ cái lĩnh vực nào giám sát với thanh tra rồi tất tần tật là đều có thể bị mua hết bị mua gọn bị mua đứt luôn không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền có ai mà vào cơ quan nhà nước mà không kiếm chác đâu đúng không? ai cũng phải chạy cái vốn ban đầu á từ vài trăm triệu cho một cái cái chân lao công bé bé con con à, cho đến vài tỷ đồng cho một cái ghế nào đó ở trong cái cơ quan nhà nước thì vào rồi mà không kiếm chác thì làm sao mà gỡ vốn, làm sao mà thu hồi vốn? cho nên ai vào cơ quan nhà nước mà không kiếm chác mà không uh, hối lộ, đút lót, tham nhũng ai làm quan chức nhà nước mà không ăn hối lộ quý vị và cái vấn đề là ai là quan chức nhà nước mà không phải là đảng viên à. đó vậy đó thì thử hỏi quý vị dựng bao nhiêu cái lò mới đốt cho xuể mới đốt hết được quan chức tham nhũng hối lộ cũng giống như dựng bao nhiêu cái cột thì mới có thể mà thi hành án hết từng đó cái bọn tham nhũng đốt lót với hối lộ bảy đặt công cuộc đốt lò người đốt lò vĩ đắc tham nhũng như thế lạm phát như thế bảo sao doanh nghiệp không chết như rạ rồi người lao động thất nghiệp như ngã rạ dân đen thì ta nói má ngắt ngoại luôn coi như là lên bờ xuống ruộng mà ở đây là bờ vực của sự đói nghèo đừng có nói với chị là một số đảng viên biến chức nữa nha mấy cưng nha đừng có nói với chị là một số đảng viên biến chất rồi này nọ đảng cộng sản lãnh đạo dân tộc việt nam là con đường tất yếu cái gì gì, đó thôi đừng có nói với chị mấy cái giọng điệu đó nữa có chất đâu mà biến cưng tôi nói nghe nè cái đảng cầm quần bây giờ đó nó có 5 triệu đảng viên phải không nếu như mà 10% trong cái số 5 triệu đảng viên đó mà trở nên hư hỏng biến chất thì còn có thể coi là một số là những cái con sâu làm rầu nồi canh nhưng mà tôi nói thiệt nha 10% là tôi rộng rãi tôi hào phóng lắm đó trong một cái mà tổ chức 5 triệu đảng viên đó tôi nói thiệt sai số mà cho mà hư hỏng biến chất giỏi lắm là chừng từ 0,1 cho tới 1% thôi nhưng mà tôi là tôi hào phóng tôi rộng rãi tôi cho gấp 10 lần như vậy À, tôi nói trong một cái đảng mà 5 triệu đảng viên đó à, à, Nếu mà 10% trong cái con số đó Mà trở nên hư hỏng biến chất Thì còn có thể coi nó là Một số người là những con sông làm rầu nồi canh Nhưng mà tôi nói nha 10% là nhiều dữ lắm nha quý vị nha. Nhưng mà thôi thông cảm đi Tôi rộng rãi Tôi phóng khoáng Hello anh uh, Văn Phạm Maga Ở bên Úc đã ủng hộ chương trình của anh chị Đằng này quý vị nhìn coi, má 5 triệu đảng viên mà 99,99% ,99 đều hư hỏng biến chất. Thì có thể nào gọi là một số được không? À, một số người đảng viên biến chất hư hỏng. Một số con sâu làm rầu nồi tranh. Trời má ơi, cái này 99,99% ,99 của 5 triệu đảng viên đều hư hỏng biến chất hết. Thì làm sao mà gọi là một số được? Còn tôi nói thiệt không phải không một phần trăm còn lại đó nha Là cái con số nhỏ hơn thiểu số nữa Nhưng mà nó chưa hư Bởi vì nó chưa có cơ hội chứ không phải là nó chê Không có chê nha Không chê đây không chê à Không chê Tại chưa có cơ hội hư thôi <laughs> Muốn biến hình dữ lắm Muốn biến chất dữ lắm Mà chưa có cơ hội chứ không có chê Đây không chê cái gì hết trơn á Chê sao được mà chê Tốn biết bao nhiêu tiền mới mua được cái ghế này Mới lọt vô được cái cơ quan nọ sao mà chê cái cơ hội đó được chứ em cũng muốn biến hình thế mẹ mà em không có cơ hội đi nè chứ nói thiệt bây giờ nguyên một cái đảng 5 triệu đó xét coi ngay cả cái thằng đảng trưởng nó cũng tham nhũng nữa thì nói chuyện mà 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 công cuộc chống tham nhũng khùng nói chứ ủa ông già đầu bạc cũng tham nhũng cái gì thì tham nhũng quyền lực chứ cái gì ngay cả đảng trưởng mà còn tham nhũng quyền lực thì sao mà ổng có thể ổng vận hành cái lò của ổng cho cái công cuộc chống tham nhũng được trời quý vị có còn nhớ cái chuyện của công ty thành bưởi không bữa tôi nói phong long tại ông 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 lãnh đạo thành bưởi không phải đảng viên không thiệt ra là như vậy quý vị dòm vô cái công ty thành bưởi đi cái một cái lãnh đạo làm sai cái nhà nước buộc nguyên cái doanh nghiệp thành bưởi phải ngừng hoạt động mà quý vị thử nghĩ coi nguyên một cái doanh nghiệp thành bưởi nó hoạt động như vậy á, nó có cả bao nhiêu nhân viên. Phải không? Nghe nói là là Thành Bưởi là một cái công ty lớn, công ty vận chuyển hành khách ở Đà Lạt phải không? Đó là một cái công ty lớn mà vì một cái sai của lãnh đạo mà bắt nguyên cái doanh nghiệp đó ngừng hoạt động, ảnh hưởng trên dưới cả ngàn lao động vậy. Còn giờ nguyên cái tập đoàn Dacosa, ta nói hả, toàn bộ lãnh đạo cấp cao đều sai và toàn coi như là uh, toàn bộ cái, cái 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 tập đoàn đều nhúng chàm đều sai phạm vậy thì sao không dừng hoạt động nói dùm tôi cái cho dân nhờ tôi lấy một cái cái ví dụ vậy tôi so sánh vậy để cho quý vị hiểu cái doanh nghiệp thành bưởi là một cái doanh nghiệp lớn trong cái cái người lãnh đạo làm sai cái dừng hoạt động của cái doanh nghiệp đó bất chấp là kéo theo một cái hệ quả là coi như mấy trăm nhân viên cả ngàn nhân viên ở bên dưới người ta bị ảnh hưởng mà ảnh hưởng đến cái, cái 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 cái, cái đại khái là cái thói quen sử dụng cái dịch vụ của bà con cô bác được thí dụ như giờ cha đó sai thì bắt trả đi rồi trị tội đi à, trả giá trước pháp luật đi rồi nó sai ở chỗ nào à, nó gây hậu quả như thế nào thì cho nó khắc phục đi đây là dẹp, bắt nó dẹp, thành bưởi dừng hoạt động đi con Vậy đó, nhưng mà cái tập đoàn Dacosa đó Ta nói nhìn từ trên xuống dưới, từ to đến nhỏ, từ trong ra ngoài Chỗ nào cũng thấy sai Ta nói toàn bộ 5 triệu đảng viên thì hết hả 4 triệu 999 người là nhúng chàm hết trơn rồi, là sai hết rồi đó còn lại một nửa con người đó là chưa có cơ hội để nhúng thôi. Vậy tại sao không dừng cái hoạt động của cái tập đoàn Dakosa đó lại giùm tôi cái? Quý vị thấy nó có nó nó có bất công không? Bất công vậy đó. Ừ. Rồi. Cuối cùng ra, tôi nói thiệt với quý vị ha. Hệ thống uh hệ thống uh, quý vị đợi chút anh chị nốt cái này lại coi cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam mình uh, nó chỉ là cái hệ thống uh, hệ thống uh, cầm đồ toàn quốc thôi nha quý vị nha tôi nói quý vị nha uh, quý vị sống trong một cái xã hội trong một cái đất nước mà không có cái gì mà quý vị có thể yên ổn thành ra quý vị có thể mà ta nói có một chút tiền uh, quý vị nghĩ nhiêu đó là quý vị có thể an tâm Đồ dưỡng già hay là gì gì đó Rồi tôi nói mà tới chừng đó rồi người giàu cũng khóc nha quý vị nha. Ok. 16 giờ 27 phút ồ anh Chi còn chút xíu thời gian để trò chuyện với quý vị.